Ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa đang điều tra, truy xét vụ việc chị Lê Thị Thuận, một phụ nữ khuyết tật, không tay không chân, quê tỉnh Khánh Hòa, hiện ngụ phường Tân Tiến, bán vé số trên đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Vincom, thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến, bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới trị giá 8,4 triệu đồng bằng vé số cũ. Chị Thuận cho biết vào khoảng 6 giờ ngày 24 tháng 9, chị đi xe lăn đến điểm bán vé số hàng ngày để bán. Khi vừa dừng xe thì có một người đàn ông trung niên đi xe máy hiệu Vision màu đỏ, mặc áo khoác nâu hỏi mua vé số. Lúc này, sắp vé số còn để trong giỏ, nên chị Thuận bảo người này tự mở giỏ để lấy giùm. Cầm sắp vé số, người này chọn lấy 8 tờ và đưa 200.000 đồng để chị Thuận thối lại tiền. Sau đó, người đàn ông này trả lại sắp vé rồi phóng xe đi. Cái ông làm hỏi chị là có vé số chưa? Rồi chị nó có nào, cái ông hỏi đâu, cái chị đưa cái giỏ cho ông lấy cái tầm vé số đó nè. Thì ông mua 2 tờ. Sau rồi cái chút cái ông rút hai tờ nó thành 4 tờ, xong rồi cái ông lấy lại 8 tờ, ông đưa chị 200 ngàn, rồi ông biểu chị thì có 120 ngàn. Sau khi chị Thuận bày vé số trên để bán thì một khách hàng phát hiện toàn bộ số vé này đều là vé cũ. Lúc này chị Thuận mới tá hỏa khi biết mình bị kẻ xấu lừa tráo toàn bộ bằng số vé cũ. Biết thông tin chị Thuận vừa bị kẻ gian lừa tráo hàng trăm tờ vé số, nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ, cũng như góp tiền ủng hộ để chị trả tiền cho số vé số đã bị đánh tráo.